Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay là một ngày mình rất là vui luôn các bạn. Hoàng đang có mặt ở tại showroom Peugeot ở ngay đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 đó các bạn. Hôm nay là ngày Hoàng đi nhận chiếc xe mà mình đã mua cách đây khoảng 3 tuần. Thì hôm nay mới vừa mới xong tất cả các thủ tục về giấy tờ, là đăng kiểm, mọi thứ này kia. Thì mọi người thấy phía sau lưng nó chính là chiếc xe mà hôm nay Hoàng sẽ nhận. Hôm nay mình mặc áo trắng luôn để cho đúng với lại màu xe nha các bạn. Ok, tí xíu mình sẽ quay cái khung cảnh nhận xe cho các bạn coi nha. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ok, chiếc xe của mình ngay phía sau lưng đây. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là một chiếc xe, một món quà mà mình chuẩn bị, mình sẽ bóc tem ngay trong giây phút tiếp theo đây. Mình đang có mặt ở tại showroom của Peugeot ở trên đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Thì hôm nay là ngày Hoàng đi nhận xe. Thì bây giờ là thủ tục để chúng ta nhận xe. Thì trước mắt là cái xe nó đang được chùm như vậy, không biết là bên trong nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ nhân viên của Peugeot đây. Ok, bây giờ mình bắt đầu thủ tục đi hả? Rồi, mời em. Nói chung là rất là hồi hộp nha các bạn. Đầu tiên là tháo cái nơ ra. Rồi, kéo cái rèm ra. Wow. Đây là tiết mục khui hàng bóc tem nha các bạn. Đây là chiếc xe Peugeot 3008 bản AL. Có một cái bó hoa. Rồi, đây là khách hàng ngày hôm nay, chủ xe nhận xe. Và kế bên là nhân viên của Peugeot. Thì mỗi khi mà các bạn mua xe Peugeot thì chúng ta cũng có một cái thủ tục để chúng ta nhận xe mới như vậy. Xe được chùm kỹ nè, giống như là một món quà vậy đó, chúng ta gói lại kỹ. Sau khi xong thì chúng ta có một cái bó hoa rất là tươi thắm. Quay cái bó hoa cho các bạn coi. Bó hoa này trị giá rất là nhiều tiền nha các bạn, mà không biết là bao nhiêu thôi. Ok, rồi bước tiếp theo mình làm gì nè em? Dạ, chụp hình với chị. Rồi, chụp hình. Dạ đúng rồi. Ok, rồi sau khi xong thì bây giờ chụp hình. Rồi, xin giới thiệu cho các bạn nha. Đây là chiếc xe 3008 Peugeot vừa mới được bóc tem xong. Quay một vòng cho các bạn coi ha. Hoàng sẽ review chính chiếc xe của mình cho các bạn coi vào clip tiếp theo. Đó, đây là một mẫu xe rất là đẹp và rất là thể thao luôn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Dòng xe Peugeot của Pháp, của châu Âu nên là mọi người nhìn thấy nó rất là sang trọng và rất là đẹp. Đó, thì hôm nay là cái lễ giao xe của bên showroom của Peugeot tại Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Và đây là thành phẩm của mình đây. Cảm ơn các bạn nha.